to open a school about English. Giáp về áo cần cái nhất mình chỉ cần bớt đó. Con thích làm bộ đồ, chưa ai thiết kế, chưa ai có. Thêm nhiều nội dung và YouTube. Bình tĩnh, tự tin để thể hiện nó. Just like you have to learn this, you have to learn this. Để offer cho con học bổng để con học.